Bài này là cả nhà nha. Đó là băng video dựng cái đầu máy. Cái thời vào phim ngày em còn nhỏ em hay coi là Xin Chào Thầy của Lê, anh Lê Minh đóng nè. Rồi cô giáo Thảo đâu lộn. Em nghe nói chứ thật sự em không nói gian, em thề em chưa biết cô giáo Thảo là cái gì hết. Mà em nghe tôi nói là cô giáo Thảo là cái thời xưa lắm luôn. Thật là xưa, nhớ mây cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua tre xưng binh qua rừng, dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về tỉnh. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người. Lời đó đầu tiên cho Hồng Lý gửi lời chào đến cả nhà thương thương trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Hôm nay Hồng Lý buồn cả nhà, dạo dạo đi ra bờ kè đồ chơi cho nó mát. Hôm nay không có ai hẹn thôi thì mình đi ra bờ kè, mình ngắm sông nước đồ này nọ. Mà chưa nắng mình đi ra bờ kè ngắm giờ này, trời đó nắng muốn chết. Trời ơi là trời, cả nhà thấy xung quanh hiện tại chúng ta là xe tấp nập nè, phồn hoa đô thị nè của thành phố Hồ Chí Minh, quận nhất. Cả nhà thấy không, rất là tấp nập xe cộ luôn. Thì bây giờ rồi, cả nhà thấy xung quanh ở đây không? Đó, nào là công viên, rồi nào là bờ kè. Thì bây giờ em sẽ đưa cho cả nhà mình đến một nơi trở lại Sài Gòn xưa cho cả nhà nha. Hồi nãy em hát một bài là xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đi mưa, có ông vua trẻ. Thì em nhớ chợt lại không phải đâu, cái thời điểm em chuẩn bị đưa cả nhà mình tới thì đó cũng có ông vua trẻ nào hết trơn đó. Thì hôm nay em sẽ đưa cho cả nhà mình đến là trở lại ký ức tuổi thơ của chúng ta nha cả nhà nha. Hãy cùng Hồng Lý qua thì Hồng Lý sẽ tương tác với cả nhà mình tiếp theo sau nha. Hãy đi cùng Hồng Lý nè. Ai là đó cả nhà, xung quanh sau lưng cả nhà mình làm cái bờ kè, nào là nhà lầu cao tầng, nào là quán nhậu quán xá quá trời luôn. Nhưng mà khi trước mặt Hùng Lý đã có trở về cho chúng ta một cái ký ức, giữa lòng thành phố của chúng ta lại có một quán cà phê là cà phê Lão Hạt, địa chỉ là 299B đường Hoàng Sa, quận nhất nha cả nhà nha. Mở cửa bắt đầu từ 7 giờ đến 23 giờ 30, 7 giờ sáng đến 23 giờ 30. Bắt đầu cả nhà hãy cùng theo em trở về tuổi thơ được nha cả nhà nha. Ngày tốt lành. Cả nhà vô nhà em chơi nha cả nhà. Dạ, nhà này nhà có bà cố em ngày xưa cả nhà. Dạ. Bây giờ bà cố em cho thuê lại để mở cà phê. Đó, rất là đẹp luôn. Thì cả nhà mình nếu mà ai mà mình muốn trở về tuổi thơ, những cái ký ức xưa thì nọ, thì có một quán cà phê giữa lòng Sài Gòn nhìn rất là rất dùng, tức là nói chung là nhiều ký ức luôn cả nhà. Hình như là những cái này em cũng có biết, nó không phải là thời xưa không đâu nha, những cái này em cũng biết. Đây TV trắng đen, cái này cái tuổi thơ em đã có rồi luôn. Cái này không, thời trước của các cô chú của em thì đã có, nhưng mà cái tầm tuổi em còn nhỏ thì cũng đã có rồi luôn cả nhà. Đó, còn cái này em nhớ mẹ em kêu bằng gì, cái gặm ghê gì đó, nhỏ em hay kêu thì nha, dở ra nè, để trong đây nào là không có, hồi đó mẹ để không có một ngọc bánh bố để đây, mấy hũ tép mỡ thôi, mà sao hũ tép mỡ vậy cả nhà, mấy hũ tép mỡ luôn nằm trong đây nè. Đó, cả nhà thấy không, nhìn cái gì cũng cổ xưa á, nhìn những cái giấy châu cũng không phải là giấy châu của thời đại bây giờ, mà những cái châu nhìn rất là cũ kỹ. Đó, đưa cả nhà chúng ta về những cái ghế, có chú mèo, những cái bàn ngồi nè cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không, rất là gọi là Mi Sài Gòn, Mi Heineken. Đó, dạo cho cả nhà mình xem đi. Nhưng mà em thích chứ được cái gì vậy? Ngày xưa còn nhỏ không có TV, mà mẹ em còn nhỏ thì bằng cái vô tiếng. Cái nhà vô tiếng. Đó, đi coi mẹ em kia, thường thường em còn nhỏ là kia bằng cái vô tiếng. Đó, cái này là có những cái bộ phim, mà cái những cái TV này em có bộ phim gì ta? Mỹ Bảo nè, của cô Phan Đình Tử đóng nè, với lại gì bộ phim Hủy Bảo, bộ phim Linh Sơn Thần Tiễn, Ajaja rồi đó. Chiếc xe cổ,
Ok. Bây giờ mình lên lầu ha cả nhà ha. Đó, em sẽ cho cả nhà mình trở về tuổi thơ. Cả nhà ơi, Thái đừng quay này cho Thái. Cái này là gì không? Tại vì cái thời xưa không có cái này cho. Cái thời xưa không có quét mã nha cả nhà. Vì vậy là đi lên luôn, đừng quét mã quay cái này vô cái là hết xưa luôn cả nhà. Tại xưa nó có điện thoại đâu quét mã. Mở lên lầu. Wow. Rượu vang Đà Lạt rồi nè cả nhà ơi. Ôi, cái này là em biết hết luôn nè, những lúc cúp điện nè. Đó mà mẹ châm dầu vô, cái mẹ mở dầu lên, cái mẹ dặn lên vậy nè cả nhà. Đó, đèn dầu sẽ để lên. Và khi mà chúng ta mở cái lửa lớn quá thì cái dòng đèn này nó sẽ bị đen của khói. Em còn nhớ hoài nhỏ em nghịch lắm những cái đèn này nè. Sau bắt đầu mẹ mở tí như nè, thì mình phái mình thấy có độ dặn như mình còn nhỏ mà thích dặn như cả nhà. Em dặn hết quá, cái tim nó lên cao vậy nè. Bắt đầu khói đèn nó bay lên vậy đó cả nhà. Cái này là em biết hết, cái tuổi thơ em này đã có rồi. Ấm trà. Wow. Rất là dễ thương luôn cả nhà ơi. Hôm nay em sẽ cho mình cả nhà mình trở về tuổi thơ nha. Đã xa rồi còn đâu, nhưng mong mơ khoáng như một giấc mơ. Đó, những cái ống khóa nói chung là nhìn rất là, nói chung là nhìn rất là cổ luôn, thực sự là nhìn rất là cổ luôn cả nhà. Đó, nhiều cái cho nhiều cái em biết. À, cái đèn này là nếu mà cũng là đèn dầu luôn mà ngày hồi đó bà ngoại em có một cái á, là nó có nằm ở đây biết không, kia bằng đèn gì đó, đèn tăng xong đèn gì mà khi bơm dầu có điện thoại giật như nè. Em biết mấy cái này đó, bên ngoại em có, bây giờ em không nhớ. Bé đem lên đi bé. Còn thời trước là cái này không có xấu dầm được chứ. Dạ đúng rồi. Không có, đâu có xấu dầm. Hồi nãy đúng ra là em định uống cà phê luôn mà em biết uống cà phê. Dạ. Đây, những cái khung cổ, những cái cầu thang ở nhà nhìn nè, giữa lòng Sài Gòn anh Hồng lấy thấy cũng rất là hay. Đó, những cái bàn ghế trong đây nè cả nhà. Đây, những cuốn băng cassette này là ở cái thời này là Hùng Lý cũng biết là trước của thầy Hùng Lý là đã có mấy cái này rồi đúng không cả nhà. Có con cháu mình sau này thì không biết cái này thôi, nhưng mà cỡ Hùng Lý thì đã biết rồi, là cỡ Hùng Lý là nghe nhạc của gì ta, mưa bụi thì mưa bụi cũng sau này thôi. Trước cái thời Mưa Bụi là Hùng Lý còn nhớ là thầy anh Minh Thuận Nhật Hèo. Đó, hồi đó có cái băng là chàng trai Bessin gì đó. Gì cái đó hát sao ta? Tự nhiên bắt nghe qua em không nhớ nổi trời. Đó, còn cái thời này nè cả nhà nha. Đó là băng video cái những cái đầu máy. Cái thời vào phim này em còn nhỏ em hay coi là Xin Chào Thầy của Lê anh Lê Minh đóng nè. Rồi Cô Giáo Thảo đâu lộn. Em nghe nói chứ thật sự em không nói gian, em thề em chưa biết Cô Giáo Thảo là cái gì hết, mà em nghe tôi nói là Cô Giáo Thảo là cái thời xưa lắm luôn. Em nói lộn nha cả nhà nha, là phim mà em nói cả phim đó là phim em còn nhỏ thì em coi phim những cái cuốn băng như thế này là em coi, còn phim còn nhỏ thì nhiều bộ phim lắm, bộ phim Thiên Trường Địa Hải nè, rồi bộ phim Ngày Mai Trời Lại Sáng nè, nói chung là cũng mới đây sau này thôi đó, cũng nhiều lắm em cũng biết rồi. Đó, cái cuốn băng này cả nhà, đó cả nhà. Bắt đầu ngày xưa có cái ở đây không có cái đó nè, bắt đầu hồi đó rồi chép cái máy quay vô quay tài, bắt đầu sau này xịn hơn chút xíu nữa mua cái máy để vô bấm cái nút nghe, mà cái nhà biết còn nhỏ mà quay này quay đã tay quay cái bóp xây qua đứt bằng, mà em còn nhỏ em muốn em gạch lắm, em nói thiệt cả nhà nha, em tháo ra bắt đầu em dán lại. Ngày xưa đền một cuốn băng này ngày xưa là đền 25 ngàn là lớn, tại vì mình thuê một cuốn băng video. Hồi đó mình thuê là chỉ có 1.500 đồng một cuốn thôi. Mình thuê chỉ có 1.000 đồng mình coi, mình mướn mình thuê là 1.500 thôi. Nhưng mà một cuốn băng phải cỡ 30.000 là cao nhiều lắm. Nên là ngày xưa Đức á, người ta không biết, người ta đem ra người ta bị chủ la. Còn em còn nhỏ còn nhà biết em mới có mấy tuổi rồi mà em tự dặn ốc được ở nhà. Băng này là không phải đâu, em dặn ốc ra. Em dặn ốc ra bắt đầu em mở đây ha. Bắt đầu em kéo qua em dán mà keo trắng là cái em quay qua đoạn đó coi lại bình thường. Coi xong rồi đi trả luôn, không có gì xảy ra hết. Đó, cổ này cái thời karaoke rồi đó. Ôm ấp tình yêu kỷ niệm còn đây. Mưa bụi một rồi nha. Đêm vắng bụi mưa
ai lại làm thơ. Đã nhiều lắm, nhiều ký ức lắm. Được, rất là đẹp luôn. Để em kiếm cái nào mà con có tuổi thơ không? Đây, còn những cái này, cái chuyện mà hồi nhỏ em cũng có câu chuyện. Cũng có chuyện là về đó kia bằng cái gì ta? Bằng tiểu thuyết. Chuyện mấy cái tiểu thuyết đồ này nọ đó, nó cũng rất là hay. Hồi những cái tủ cây đồ nè cả nhà. Đó, đó cái tủ này ngày xưa là bà cố em ơi. Chưa mấy cái áo bà đúng không? Mấy cái quần phi bóng mà quần đen phi bóng đó. Đó. Rồi ly đèn ngủ. Chưa biết là cổ luôn cả nhà ha. Đây 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 có cái này nữa. Khi bằng mà cái máy cassette. Đó, cái máy cassette nha cả nhà. Đó, cái máy cassette ngày xưa em còn nhớ hết. Bật ra xì tớp là đứng lại mở ra. Và ở băng vô. Đó, ngày xưa băng là coi hai đầu, quay cái đầu này xong rồi quay qua cái đầu kia. Quay cái đầu này qua coi bắt đầu hai mặt mà cả nhà. Mặt này coi nghe xong bắt đầu cầm còn băng xây qua bỏ vô nghe tiếp. Đó. Mà chiều chiều á thì ngày xưa thì lúc em còn nhỏ thì em đã biết cái máy cassette rồi. Tại cái tuổi em đã có cái này rồi nè cả nhà chứ phải trước em đâu. Tuổi em đã có rồi. Mà cả nhà biết sao không? Em nghe cái gì em nghe gì em thích nghe gì nhất không cả nhà? Sổ số kiến thiết. Tại vì ông nội em á, một lần bà đánh đề á, là giống như một cái số táo quân vậy đó. Ông nội em là chiều là bắt đầu đem cái máy ra. Cô em mỗi người cầm một cây viết, bắt đầu dò số. Tại vì ông nội em đánh có 500 đồng, 200 đồng, ông nội đánh viết cái số táo quân vậy là cả nhà. Bắt đầu chiều em nghe thấy không? Số kiên thiết, đem niềm vui đến mọi nhà. Trời ơi, bắt đầu là em nghe, bắt đầu cô em ngồi sợ sợ, cái gì à, đại cái gì à, thành phố Hồ Chí Minh. Cái này đại ô tùm lum tùm lá chứ. Hello quân cơ. Đẹp không? Mấy cô gái. Wow. Chiếc xe này hồi đó mẹ cũng tưởng tượng, mẹ em cũng có nữa nha cả nhà nha. Cái này là em hình như là nó hình dung về em rất là nhiều luôn. Cái này là em cũng hồi đó là khi mà chiếc xe này xe gì ta? Em không biết. Xe Mobilus với lại BC với lại Babetta. Mà ngày xưa mẹ em đi là đi Babetta chứ không phải đi xe này. Babetta thì cao hơn. Chiếc màu đỏ. Hồi đó ba em đi bằng chiếc xe đó giống như là xe Suzuki mà kêu bằng gì ta. Em còn nhỏ em kia quên mất tiêu rồi, nó tự giống như 67 gì đó. Nhưng mà không phải là Suzuki, không phải là Suzuki luôn mà nó bằng Goben hết ta. Cái gì em không đọc được luôn. Cả nhà thấy em đọc mà tự ná ná giống nhau, cái nào bình luận giùm em nha. Rồi cả nhà nhìn nè. Rồi mẹ ba em thì đi xe nam đi xe đó, còn nữ là mẹ em đi là đi Babetta. Babetta thì cao hơn cái này, cũng hai cái bàn đạp giống vậy luôn mà cái yên cao hơn là chạy ngồi lên chạy cao, tức là Babetta. Thấy hái gạo bây giờ những cái bàn cổ xưa đó, những năm em phải biết một số gì đó thôi chứ những năm trước cô chú đuổi cà phê có dạy không ta. Bây giờ em phải hỏi ai bây giờ ta, cái để em hỏi tuổi, em phải hỏi tuổi cỡ ai biết ta, các tuổi khoảng tuổi ba em hay bác em, cái tuổi này lại phải hỏi trên kênh em có người nào lớn tuổi mà chắc không có bình luận đâu. Mấy chú lớn con lớn tuổi thì không bình luận. Ngày xưa đi uống cà phê á thì mình có ngồi những cái bàn vậy không cô chú? Còn cái bàn này thì em thấy quen là bàn học. Bàn này là em đi học đâu. Đây, chính xác. Tập em bỏ trong đây. Những cuốn tập. Nha cả nhà nha. Những cuốn tập em bỏ trong đây nè. Những cây viết đồ này nọ nè. Ngày xưa thí dụ như cả nhà. Em học kế bạn ha. Đây, bạn em ngồi kế bên. Bạn bảo tập ở đây. Đúng không cả nhà? Bạn em vừa xây qua một cái bất kỳ viết. Bỏ bên học em rồi. Cái viết đồ đẹp đẹp. Mà cái đó không phải là ăn cắp nha cả nhà. Cái đó là lấy xong bắt đầu nhìn xong bắt đầu coi bạn không cho mượn thì muốn lát trả lời thôi chứ không có lấy. Tại vì em mà nhỏ em cũng ngoan lắm, em hơi nghịch thôi, dễ thương quá à. Thôi đó những cái mái nhà thì bằng những cái cây. Cái này là nếu mà đóng cái này thì cái thời trước đây không biết, nhưng mà cái này giống như là gọi là ngày xưa người ta ở cái bằng la phong cây á, giống như la phong vậy đó cả nhà. Cái bà la phong sau này bắt đầu thời đại mới nữa thì sẽ có la phong nhựa. Hồi đó nhà mình nó thường thường ngày mình thấy là cái la phong á thì làm la phong cây không à, sau này cái bắt đầu có la phong nhựa. Cái miếng nhựa là sao để sang trọng nha, là bắt đầu làm la phong nhựa đó. Cái la phong nhựa mà nguyên một tấm nhựa mà lót lên á, rồi bắt đầu sau này nữa thì người ta sang hơn nữa, người ta làm trường thạch cao. Bắt đầu đời mới nữa bây giờ là kêu bằng đổ tấm đổ đồ đó. Đó, hai bạn ở đây, hai bạn. Mình đi vô đây nè, hai bạn lòn ở đây nè, hai bạn. Ôi đẹp quá hai bạn ơi, xuất sắc hai bạn ơi.
Wow, những cái âm ly đó. Thấy không khí dễ thương không Hiếu ha? Ồ, mình vô giống như mình được quay lại mà ngày xưa mà cô chú á mình kể ngày Sài Gòn xưa là có những cái này cái kia thì mình đã được gọi là được chiêm ngưỡng một chút xíu gì đó nha cả nhà chứ. Tại vì anh thực sự anh nói nha, anh nghe ở Sài Gòn mình nhiều quán lắm nhưng mà anh muốn cho cả nhà xem cái gì lạ lạ, cái gì mình đi ăn quán ăn về hèn thì bình thường. Đây đúng rồi. Đó thôi. Ngày xưa Hiếu có coi cô giáo Thảo, ông quên lộn, Hiếu có coi Xin Chào Thầy không? Không, em nói lộn hoài. Tại cái gái nổi tiếng em cứ nói lộn hoài. Xin Chào Thầy là Lê Minh đóng, anh Lê Minh đóng bộ phim Xin Chào Thầy. Đó, du dương. Đó, những cuồng băng này nè, ngày xưa bắt đầu đúc vô. Em nghe băng thiệt luôn không? Ủa, đúc vô vậy nè, đó chạy ha. Bắt đầu bỏ đầu tường. Quay đứt băng hoài luôn anh này á. Bỏ cái đầu từ vô. Ở đây không có cái đầu từ đó, ta phải có cái đầu máy nữa mới đúng. Là cái đầu từ hồi đó là chuyên mua cái giấy quyến. Bắt đầu để cái giấy quyến xe chùi. Về hả về hả về. À, bản quyền rồi đó, cho em đắt xíu cho cả nhà. Rồi hôm nay em chiếm lĩnh rồi đó. À. Còn cái này là xưa thời em không có rồi. Đúng là cái này còn xưa hơn nữa cả nhà. Là cái này đúng xưa nè. Còn cái kia là xưa hơi thôi, tại cái tuổi em là mấy chục năm trước, mười mấy tuổi là hơi xưa thật cái này nè. Đó, cái này là thí dụ như em coi phim á, cái này em chưa được tận mắt ở Việt Nam mình luôn, mà em coi phim mấy phim mà thời mà bộ phim Thượng Hải rồi này nọ đó, ông chùm Thượng Hải rồi bắt đó là những cái vậy đó, cái gì là cái đĩa xây gì là ta hát đó. Bây giờ thấy không, bây giờ em đã quay cho cả nhà mình xem. À, được rồi, khung cửa sổ các nhà thấy đơn giản, thực sự mình thấy là mình cầm những cái gọi là cái kỷ vật, những cái hiện vật thôi, nhưng mà cái nhà nhìn là những cái cọ cái cửa sổ thiệt sự là nhìn là thấy xưa liền, đúng không cả nhà? Lại là hồi đó nhà mình biết mà hay vậy đó, sang lắm rồi đó, là sang lắm, những cái khung sắt là những cái bông mai rồi đó, còn những cái thường nữa là chỉ có những cái khung sắt bình thường thôi. Còn nếu nhà ai á mà gọi là xa chút xíu nữa là có những con chim nè đó, những cái khung sắt mà có hình con chim là hình bông mai là cái khung cửa đó là sang dữ lắm đó nha. Còn nếu mà bình thường giống như bây giờ người ta làm nhà lầu đi, người ta khắc hình khắc này khắc kia nó sẽ mắc hơn là những cái gọi là trơn tru, thì là những cái khung cổ như nè đó là sang trọng nha cả nhà nha, chứ không mà chỉ có những cái xác đấy. Năm sinh của em luôn, trời ơi, là chỗ đó sao hay vậy, 1982, nguyên một chú cuốn dễ thương luôn cả nhà đó. Bây giờ em hai thường đã trời sinh em ra là em giới tính của em là 2 trong 1, mà cái tuổi của em cũng 2 trong 1 nữa. Em sanh ở trên là bước ra 1983, ở dưới là 1982. Em sanh 21 tháng 1 1983, 8 tháng 12 1982, thì em là gọi là ở tử tây của em á, là trên chứng minh của em là tuổi heo, là bé heo. Còn ở dưới của em là em tuổi tuất, là em tuổi cuốn nên nghe nha. Em kêu chó đang có kỳ nhưng chó kỳ lắm. Dạ, em tuổi con cuốn đó, dễ thương nha cả nhà. Đây, cái mắt cassette này nữa. Cái mắt cassette này đúng là cái máy này là nhỏ mẹ mua cho em luôn nè. Đúng chính xác, cái kia là hơi bự. Đây, là cái mắt cassette đúng mẹ mua cho em luôn, mẹ mua cho em đó cả nhà. Là em nhớ hết nè, cái này luôn nè, em sử dụng được luôn nè. Lớn nhỏ nè, em sử dụng hồi đứa hết nè. Rồi bắt đầu cái này là gà đài đó, em biết hết này, gà đài nè cả nhà, đúng cái máy này mẹ mua cho em luôn nha cả nhà. Đó, mẹ mua cho em là cái máy gì nè đó. Còn cái này là tắt mở nè, cái này lâu quá không nhớ, cái volume nè, đúng rồi, volume lớn nhỏ nè đó, xuất sắc luôn. Ôi ôi, tối ngày trả lời nghe hoài có mấy bài hát, nghe hoài mấy bài nhạc thời cũng mua bụi rồi đó, thời quốc là hay luôn. Ôi ôi cả nhà nha. Và có một cái điện thoại cổ xưa đó nha, nha. Điện thoại cổ xưa. Ủa? iPhone 13 má ơi, không có cổ. Cái đó là không có cổ nha cả nhà. Không đó cắt một bờ rồi nói tiếp nha cả nhà nha. Không có cổ trong 13 quá, để quên má ơi. Buồn quen nha cả nhà. Đó, những cuốn băng cassette nhỏ này đó. Hồi đó cả nhà biết một lần ghiền mà qua tour cái đó, không được cái quay gì nữa cả nhà. Ngón tay còn nhỏ đó, quay gì nè, đó. quay sao không, cái băng nào bị hư là kéo cái này ra, kéo cái dây nó ra chơi nhiều lắm. Còn đĩa nè đó, những cái đĩa phim, đĩa nhạc, đĩa đồ, mấy cái này thời của em đã có rồi,
Thôi bây giờ là chúng ta hãy lại quán cà phê nha cả nhà nha. Hello cả nhà. Mệt chưa? Nãy giờ là em đã đi vòng vòng. Cả nhà thấy không gian không lớn thiệt, nhưng mà nói về từng chi tiết đó thì cũng là mất thời gian. Mà em đi vòng vòng em cũng nói là cũng hết tầm 20 phút rồi. Thì bây giờ là em muốn nước thì em để cho Quân Cơ cảm nhận khi Quân Cơ đến đây nha cả nhà nha. Tại vì hồi nãy là tại vì nhà của Quân Cơ là đối diện nhìn xéo quán cà phê là cũng đi cũng gần thôi, nhưng mà không biết tại sao mà anh Hùng quay quá nhanh. Khi Quân Cơ tới anh Hùng quay cũng gần hết cái quán, mà nhìn lại quán cái không gian quán nó không có được lớn, cho nên là cũng quay cũng nhanh anh ha, quay xíu là xong rồi. Thì hôm nay anh tới đây thì thấy quán như thế nào? Nói chung là anh nghe Sài Gòn mình có nhiều cái quán Sài Gòn xưa lắm, về Sài Gòn xưa lắm. Nhưng mà anh còn muốn quay nhiều chỗ nữa, tại vì cái quán này là hôm nay nó gần với em á, nên anh nghĩ là qua đây rồi đủ em đi qua đi chơi luôn. Nên vậy là sơ sơ cho cả nhà mình thôi, chứ là không là cả nhà mình biết mà. Nói về Sài Gòn xưa thì chắc chắn là nhiều kỷ vật xưa lắm, thì một quán không thể nào mà sưu tầm được hết tất cả. Mỗi quán được sưu tầm một chút gì đó thôi, thì mỗi quán có một cái đặc biệt riêng. Thì sau này không có lý cái đi quay cho nhà mình nữa, thì nhiều có cái khổ xưa mà xưa thật là xưa nữa thì sao đó nha cả nhà nha. Mà hồi nãy là nó nằm trong một trong mười quán mà anh gửi hồi nãy hả? Một trong mười quán đúng rồi, một trong mười quán này hả? Thì tự nhiên anh đang nằm anh nghĩ là mình phải lên ý tưởng gì ta, bây giờ mình cứ đi ăn đi uống hoài thôi, mình đi kiếm một cái gì mà nó hay lạ lạ đi. Theo giờ đó ở những cái quán cà phê Sài Gòn xưa, những cái quán xưa rồi đó để quay cả nhà mình. Nhưng mà xem cái nước uống thì sao anh ha? Rượu. Ngon. Em muốn hỏi có nước dưỡng rượu, anh thích. Anh muốn hơi rượu, ba rượu. Ngon. Ngon. Nước xấu đó. Nước xấu đúng rồi. Để tầm uống nước mơ. Cái cà phê mọi người, cái cà phê tuy là cái nước thường người ta nhìn cái không gian, nhưng mà thực sự là cái nước uống cà phê đen này nó rất là đậm. Em muốn không em đi ép tim nãy giờ. Đậm phải không? Thấy nó lỏng mà. Nhiệt. Nhưng mà nhìn nó nhìn cái màu nó vậy, nhưng mà thực sự là nó không có đen, nhưng mà nó hơi nâu nâu. Nhưng mà cà phê này mới gọi là cà phê ngon, em nghe nói mày đó. Đúng rồi. Là ngon. Tại vì nhiều người có quan điểm hay nói là cà phê đậm ngon, chứ không phải đâu, cà phê đậm tùy theo người ta bán á, là người ta làm cà phê người ta lấy cà phê như thế nào thôi. Còn đậm thì ai làm cũng được, chứ không muốn đậm kiểu gì, ăn thua là con người mình làm ra được hết á. Trời ơi, bình thường mà con người mình còn làm ra được, đúng là ba cà phê đậm lớn như bình thường. Uống mới có một miếng mà nãy giờ ép tim. Cái chỗ cà phê ăn chi vậy? Tại vì không, thì uống cũng bình thường mà quán này đặc biệt thì nó hơi đúng rồi, đậm trước quá luôn. Chất quá. Thì hôm nay Hùng Lý và Quân Cơ có một cái clip gửi đến cả nhà mình, cũng đơn giản một chút xíu gì đó thôi, nhưng mà Hùng Lý nghĩ là cũng có một cái nét gì hay để gửi đến cho cả nhà mình xem một ngày giải trí nha cả nhà nha. Thì bây giờ bắt đầu Hùng Lý và em Quân Cơ và là cái nén sẽ tập trung nói chuyện vui vẻ của riêng tư, nói chuyện tâm sự anh chị em. Còn bây giờ là những cái gọi là cái hay cái đẹp gửi đến cho cả nhà mình thì đã xong rồi. Kết thúc clip Hùng Lý của Hùng Cơ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn theo dõi kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Bye bye và tạm biệt mọi người.